Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Nay shop Liên Quốc Đồi Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là một cái số ghế gồm có là ghế đùi ếch, ghế rẻ quạt, đùi ếch, ghế rẻ quạt có nhiều mẫu ha. Đó, cái bộ này thì anh em có thể kết hợp với cái bàn để mình ngủ trà nha. Bàn này là bàn một cốt, đó, một cốt cỏ đỏ ha, cỏ đỏ. Một cặp ghế là gõ luôn đó, rất là nặng chắc. Anh em có thể giao lưu một cặp hoặc là cái bàn cũng được đó, hoặc là anh em có thể kết hợp với bộ này đó. Cái này shop chỉ demo ra cho anh em thấy, còn anh em thích cái nào thì chụp hình gửi cho shop biết đó. Anh em để một góc nhà nó thiệt là gọn nha, nó không có chiếm diện tích lắm đó. Nếu mà mình làm hai cái ghế này, mình có cái bức tường nhà, cái phòng khách nhỏ nhỏ đó, mình hai vợ chồng ngồi hai bên ha, hoặc là tiếp khách hai người bạn đó. Đầu tiên thì shop sẽ giới thiệu về hai cái ghế này, ghế đùi ếch nha, cặp chân đây đó. Cái răng nhẹ đây. Rất là chắc chắn ha quý cô chú anh chị em ha. Đây là cái tay, tay cong. Cái này là phía sau. Đây là ghế thứ nhất ha. Cái mặt nó thì liền lạc. Cái mặt này là cũng liền lạc ha. Đó, để quạt này thì có 7 xong. 7 cái rẻ quạt ha. Đó, 7 cái rẻ quạt như mình tựa lưng. Cái này là nguyên bản luôn nha quý cô chú chị em. Ghế thứ nhất, cái này là phía sau của ghế thứ, phía dưới của ghế thứ nhất. Đó, một tấm liền lạc ha. Đó, cái này nó còn zin đinh vuông luôn. Đó, này nguyên bản luôn. Nó shop chỉ vệ sinh sạch sẽ ra thôi. Cặp ghế là rất là chắc chắn ha. Anh em có thể giao lưu cặp ghế một cái bàn. Đó. Cái mặt ghế của cái ghế thứ nhất á, là 2,5 phân. 2,5 phân nha. Một tấm luôn. 2,5 phân. Cái này về với anh em sử dụng thôi. Cái này là mặt sau ha. 7 cây này cũng liền lạc. Rồi tiếp theo ở ghế thứ hai cũng giống nhau ghế thứ nhất thôi. Ở dưới cho anh em thấy luôn, một tấm cũng một tấm luôn ha, rất là dày dặn. Ghế này về sử dụng thôi, rất là đẹp. Quay xung quanh cho quý cô chú chị em thấy tay nè, phía sau. Rồi ghế thứ hai, cái này cũng một tấm luôn, tấm liền lạc. Anh em không hiểu không rõ thì alo trực tiếp tới shop sẽ tiêu quay trực tiếp và rõ ràng hơn. Còn anh em nào mới vào xem nhớ đăng ký, chia sẻ cho mọi người cùng biết đến.
shop Playwood hồi xưa xin cảm ơn rất là nhiều. Cái này mặt bàn này dày lắm nè quý cô chú anh chị em, 2,5 phân nha. Cặp ghế này nó rất là dày, nguyên tấm gõ rất là dày, 2,5 phân. Cái này về là chắc chắn lắm, về rất là nặng ha. Đó, này ghế rất nặng nha. Đó, chắc chắn. Ngồi cũng ok ha. Đó. Được cái một tấm dày 2,5. Đó, cái bàn quay xung quanh cho anh chú ý, nó có cái mộc nè. Cái bàn gõ đỏ 100% ha. Cái này chỉ xốp xả mộc ra thôi. Ta thấy vân gỗ hết. Này là nguyên một tấm nha. Một tấm. Bàn xoay. Có thể lắp ráp được. Một cốt ha. Một cốt nè. Đó. Một bàn nguyên một tấm. Đó một cốt. Đó này ráp lại. Tấm gỗ đỏ ha. Anh em có thể chơi mộc mà anh em đi về bỏ đắp kiếm lên. Đó. Đây cái chân ha, gỗ đỏ rất đẹp ha. Để cái nào này theo thời gian thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, một cốt gồm là 3 chân. Một cốt xoay, anh em kết hợp với hai cái ghế này rất là đẹp để mình ngồi mình uống trà đó, với không có chiếm diện tích, cái gõ rất đẹp ha. 3 chân, một cốt bị xoay, cốt xoay đó. Các bạn cốt xoay 100%. 100% gõ đỏ. Từ tay này qua tay này là 49. 49 ha. Tay này qua tay này 49. Shop sẽ đo một cái mặt của mặt riêng là 41 nè. Ngang 41. Một tấm nha. Chiều rộng vô là 38. Ngang 41. Vô 38, 2,5 nha. Nguyên một tấm nha. Tôi chắc chắn gì dặn ha. Cái ghế thứ hai cũng giống nhau thôi, xem nhau thôi. Tập ghế bằng nhau ha. Độ cao là 49. Từ dưới lên là 49 nha. Từ dưới lên cái ghế 49. Cái tựa cao nhất của nó là 90. Cao nhất là 90. Từ tựa lưng lên đây là 90. Cặp ghế giống nhau thôi. Rồi, ghế thứ nhất, thứ hai là một cặp nha. Tiếp theo, ghế một tấm này rất là lớn nha quý cô chú chị em, là gần 69 nha. Ngay vô số đẹp nha, 69 nha. Nguyên cái mặt bàn to đỏ đỏ. Đó. Nó có mộc luôn nè, mộc hẻn này nha. Đó. 69 nguyên tấm. 69 luôn. À, cao với mặt bàn là 69 nha, bằng nhau. Rồi, shop sau giao lưu á, cái bàn này gõ đỏ 100% này á, cái bàn này shop sẽ giao lưu là 5,9 triệu nha. Bàn một cuốc xoay 5,9 triệu và hai cái ghế, một cặp ghế này là 6,9 triệu, hai cái ghế này 6,9 triệu, một cái bàn 5,9 triệu.
đó, đây là nguyên một bộ ha. Đó, anh em có thể kết hợp một bộ gì rất đẹp. Ngoài ra thì shop cũng có mấy cái ghế lẻ này em ha, đó có 4 cái mẫu ghế lẻ này. Anh chị muốn thay đổi ghế vô cái bàn này thì cũng được nha, có mấy mẫu nha. Rẻ quạt với này cũng đùi ếch nè, nhưng mà cái lưng nó lưng một tấm, nhiều mẫu lắm. Ghế này là bao ghế xưa nha, đó rất đẹp ha, đó nhiều mẫu lắm. Cái này là song tiện. Cuối video clip cũng cảm ơn quý cô chú chị em rất là nhiều. Quý cô chú nào chưa có đăng ký thì nhớ đăng ký dùm shop, và nhớ bấm cái chuông để được thông báo video tiếp theo. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an.